Ai được anh em ơi, mình không like trên YouTube được rồi. Ok anh em, thôi thì chúng ta coi fanpage vậy. Ở bên ngoài này thì đang có những đường môn. Ninh Bình 41 đang đặt những quả bom. Và Hiếp Ma Nhất Đao 59 gặp Minh. Hiện tại điểm số chúng ta đang có được đó là anh em ban hồi các kiếm có cho mình 33k điểm. Và anh em ban hồi lì có cho mình 11k điểm. Điểm số đang hoàn toàn nghiêng về anh em ban hồi các kiếm với tỷ số đó là gấp 3 điểm số. Rất đáng tiếc là hôm nay mình không thể like trên kênh YouTube được anh em ơi. Không biết kênh YouTube bị vấn đề gì rồi, mình không thể like được. Hiện tại các kiếm đang tập trung sâu gốc cây và gốc đá trước danh trại của mình. Anh em cùng chờ đợi sẽ lì sẽ như thế nào. Lì đang di chuyển dần về vách 3 giờ. Đây sẽ là một tuần giao tranh tiếp tục giữa quốc chiến Hoàng Sa Lâm 2 bên hội này. Chào bỏ sữa nha. Ok, chào bỏ sữa. Hello mọi người nha. Hiện tại kênh YouTube của mình đang bị gì rồi anh em ơi? Mình không like được anh em ơi. Không biết như thế nào mà mình đẩy cho mình lên like nó cứ báo là không được. YouTube không được like. Bị lỗi gì á. Thôi anh em cứ coi trên này cũng được anh em ơi. Có gì tí nữa Khải up lên YouTube sau cũng được. Chứ giờ chả biết sao luôn á. Gạt kiếm đã tấn công thành công ngay vách 3 giờ hoàn toàn. Bây giờ họ đang di chuyển hoàn toàn đẩy về khu vực cổng chính giờ. Thế nên em cổng chính nha. Hiện tại anh em ban hỏi gạt kiếm đang đẩy hoàn toàn đến khu vực cổng chính rồi. Chúng ta còn chờ đợi sẽ có tương tấn công này ngay khu vực này hay không. Bên trong thì lì đang tập trung khá là đông. Ở bên ngoài này thì các kiếm đang chắc chắn đang chia nhỏ đâu hình mình ra những con nờ bờ sơ ở khu vực bên ngoài rồi. Nờ bờ sơ không còn một ạc nào nữa, không còn một con nờ bờ sơ ở những khu vực bên ngoài này luôn. Chúng ta cùng tiếp tục xem diễn biến trận đấu. Diễn biến trận đấu chúng ta chỉ vừa mới xảy ra khoảng 7 phút mà thôi. Hôm nay vì dân tốc bị lỗi này mày nên là không like được rồi. Anh em đang xem livestream thì đừng quên cứ đỡ lại một like chia sẻ nha anh em ơi. Đỡ lại một like mình sẽ đỡ ủng hộ tinh thần hai bạn hỏi gắt kiếm và bạn hỏi lên. Và cũng như là ủng hộ mình nha mọi người ơi. Và anh em đừng quên đỡ lại một comment con số bất kỳ từ 0 đến 99 để chúng ta có thể dự đoán con số may mắn vào giải đặc biệt hai số cuối vào ngày 2 tháng 7. Nếu anh em nào may mắn và dự đoán nhanh và chính xác nhất đã like đã chia sẻ thì sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo rất đơn giản dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Hiện tại hai ban hội đang giao tranh trước khu vực lối đi vào 9 giờ của anh em ban hội lì. Hiện tại những cái đường cái luồng like YouTube của mình nó không cho like anh em ơi, bị lỗi gì rồi. Nó không cho phát. Xin mời anh em thì hai ban hội đang giao tranh trước lối đi vào khu vực của anh em ban hội lì. Lì đang tập trung bên trong cố thủ. Trận này anh em gác kiếm đánh rất là tốt. Chỉ mới khoảng 10 phút trôi qua mà thôi. Anh em ban hội gác kiếm đã gạt có cho mình một tỷ số điểm rất là cao. Hiện tại trên màn ảnh nhỏ chúng ta thì mình vừa thấy là anh em gác kiếm có cho mình 50k điểm. Anh em lì cũng đã cố gắng hết sức có thể. Họ đã gỡ gạt được có cho mình 25k điểm. Chỉ còn gấp đôi số điểm mà thôi. Bây giờ anh em ban hội lì đang tấn công về khu vực phía trước. Sau tuần giao tranh vừa rồi thì các kiếm của vẻ đã rút lui hoàn toàn. Và bây giờ anh em lì đang đẩy hoàn toàn vào khu vực lối vào cổng chính của anh em ban hội các kiếm. Họ đang nắm giữ sâu gốc cây và gốc đá trước khu vực anh em các kiếm. Hiện tại chúng ta chỉ khoảng trôi qua 10 phút trôi qua mà thôi. Điểm số trên 10 cao thủ thì chúng ta thấy thì đa số là 10 anh em cao thủ nằm bên ban hội gắt kiếm. Ban hội lì chỉ có cho mình khoảng 1 đến 2 ạc mà thôi. Đây sẽ là một trận đấu rất là gây cấn cho anh em sói của gắt kiếm và lì. Dẫu cho thân hồn anh phải nát tan, thoát thành đại chiến.
Gã kiếm đang xoay chuyển qua sâu gốc cây phía bên tay trái. Bàn hội lời đang đẩy từ bên trên đẩy xuống này em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi trong trận đấu này sẽ như thế nào. Nếu như mà bàn hội lời hoàn toàn thất bại thì sẽ bị thua một số điểm sẽ rất là cao trong trận đấu này. Hiện tại họ đang cố gắng trụ đàm rất là tốt. Trên bản đồ màn ảnh nhỏ chúng ta thì anh em bàn hội lời đó là màu xanh, và anh em bàn hội gác kiếm đó là màu đỏ nha anh em. Anh em có thể nhìn trên màn ảnh nhỏ thì anh em thấy rằng chúng ta rất là dễ nhìn. Mấy hôm trước là bị lỗi một chút thôi anh em ơi, hôm nay thì đã ok rồi. Anh em bàn hội lì đã rút hoàn toàn điểm số sau tuần giao tranh vừa rồi thì gác kiếm đạt được 61 k điểm và anh em bàn hội lì có cho mình 32 k điểm. Hiện tại vẫn đang sắp xỉ gấp đôi về anh em gác kiếm rồi. Điểm số chúng ta chỉ khoảng 10 phút trôi qua mà thôi, một điểm số rất là cao, 61-32. Khải delay lại rồi anh em ơi mà không lên được này. Nói chung thì cũng muốn like trên YouTube, tại vì trên YouTube cũng có rất là nhiều anh em đang không like mà nãy giờ không like được. Để Khải cố gắng lên một luồng like mới thử được không. Anh em đợi một Khải chút nha. Cho mấy hôm là like bình thường thôi mà sao giờ không lên được. Gác kiếm bây giờ đang tập trung ngay vách ba vô. Nó báo là lỗi like trực tiếp không like được. Mình không biết sao luôn. Ban hồi lời đang di chuyển, đang di chuyển xây về vách ba vô. Hiện tại họ đang cố gắng đam về khu vực NBC. Đây là tuần giao tranh tiếp tục giữa quốc chiến Hoàng Sa Lâm. Đây là khu vực trọng tâm, luôn luôn diễn ra những đòn giao tranh tại khu vực giữa chiến trường này. Hai bàn hội đang cố gắng đam rất nhiệt tình. Bàn hội lì vẫn đang ôm hoàn toàn quách 3 giờ. Họ đang di chuyển, xoay chuyển về bên trên. Gác kiếm cũng vậy, họ cũng đã xoay chuyển về bên trên. Tách nhỏ đồng hình của mình ra thành một đoạn dài rất là đẹp. Hai bên đang song song đang mặc định về bên nhau. Để mình lên cái luồng like mới YouTube thôi anh em. Sao mình không like được, khó chịu quá ấy. Livestream này mình delay 2 phút nha anh em. Mình delay 2 đến 3 phút nha. Hiện tại livestream này delay 2 đến 3 phút nên là vấn đề survive này nọ thì anh em không có survive được đâu nha anh em ơi. Và bây giờ hai bạn hội đang giao tranh tại khu vực trước gốc cây thứ nhất. Sau tuần tấn công vừa rồi tại vách 3 giờ thì anh em bạn hội lì hoàn toàn bị thất bại. Trong tuần giao tranh này cũng vậy, anh em lì đang rút lui xoay chuyển về gốc cây thứ hai. Họ hoàn toàn rút lui về cây thứ hai. Uầy, trận này có vẻ anh em bạn hội lì không được ok cho lắm. Trong những tuần giao tranh tiếp cận thì anh em đang hội lì họ hoàn toàn không thể chủ đàm hơn 2 đến 3 phút. Điểm số mình vừa thấy thì anh em đang hội lì đã có cho mình 46k điểm. Và anh em gác kiếm có cho mình 71k điểm. 46 với 71 thì hiện tại bây giờ chỉ chênh lệch nhau khoảng 20k mà thôi. Và bây giờ anh em đang hội lì đang xoay chuyển vào khu vực cửa 9 giờ. Họ đang hoàn toàn đẩy vào khu vực cửa 9 giờ. Họ sẽ làm như đây. Đây chỉ là mới trong khoảng 14 phút trôi qua mà thôi. Nghiền sói chưa xuất hiện. Họ đang xoay chuyển qua 9 giờ. Sẽ làm gì đây anh em ơi? Đây sẽ là một tuần giao tranh tại khu vực cửa 9 giờ của anh em gác kiếm. Nếu mà bên trong anh em gác kiếm đẩy ra từ khu vực 9 giờ nữa thì chắc chắn anh em mang hội lì sẽ bị kẹp thịt mà thôi. Bên trong này thì đang có một số anh em chết di chuyển ra. Hai bên giao tranh đang khá là hấp dẫn. Bàn hội lì đang trụ đam rất là tốt trong trận đấu này. Ok, chào Hoàng Quân, chào Thanh Nguyễn. Hello mọi người nha. Hiện tại Khải đang cố gắng like trên YouTube mà chưa được anh em ơi. Anh em đợi Khải một chút nha. Và chắc chắn là vậy rồi, anh em bàn hội lì đã hoàn toàn không còn một ai.
tại hai bên vẫn đã tập trung đông đủ nhân số của mình. Mỗi bên đều có cho mình 50 người. Cố gắng lên dược top nào, lên dược top nào. Kiếm ít view. Ôi không được rồi anh em ơi. Tính năng phát trực tiếp hiện không hoạt động, bị lỗi rồi anh em ơi. Hôm nay YouTube không cho phát rồi. Kết thúc rồi. Không phát được anh em ơi. Trên YouTube không phát được rồi. Nói chung thì cái livestream này Khải sẽ quay video lại và up lên kênh YouTube, anh em có thể xem lại cũng được nha anh em. Không live được rồi, hôm nay không live trực tiếp được rồi. Hiện tại điểm số sau tuần tấn công của anh em Ban Hội Lì vừa rồi thì Ban Hội Lì có cho mình 56 ca điểm, rất là tốt. Và anh em Ban Hội gắt kiếm có cho mình 81 ca điểm. Hiện tại vẫn đang còn chênh lệch nhau khoảng 25 ca điểm mà thôi. Điểm số vẫn đang nghiêng hoàn toàn về anh em gắt kiếm. Chúng ta cùng xoay chuyển qua cổ vũ tinh thần anh em Ban Hội Lì. Hiện tại Ban Hội Lì đang tập trung sâu gốc cây thứ nhất. Và ở bên khu vực này thì đang có những đường bông bô, băng ly và... băng lì đúng rồi, băng lì anh em ơi. Đường bông bom 37 vừa đặt những quả bom bảo vệ khu vực trước cấp cây thứ nhất của anh em mình. Ok, cố lên thôi mọi người ơi. Và bây giờ anh em Ban Hội Lì đang xoay chuyển về vách 3 giờ. Anh em hãy cùng nhau đỡ lại một like ủng hộ tinh thần Ban Hội Lì và Ban Hội Gác Kiếm nào anh em ơi. Anh em chỉ cần đỡ lại một like, một chia sẻ thì coi như ủng hộ hai Ban Hội này rồi. Và đừng quên comment con số bất kỳ từ 0 đến 99 để chúng ta có thể nhận ngay phần quà, đó là 10 kim nguyên bảo dành cho tất cả người sẽ đang xem livestream này. Chỉ cần đỡ lại một like, một chia sẻ và comment con số bất kỳ từ 0 đến 99. Anh em đó là con số hai số cuối dự đoán kết quả sổ số, và đặc biệt hai số cuối nha mọi người. Vào ngày 2 tháng 7, nếu anh em nào dự đoán nhanh và chính xác thì sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo mà thôi. Và đây là tuần giao tranh đại từ anh em gắt kiếm đại từ khu vực vách 3 giờ đại lịch. Anh em Lì hoàn toàn đang ôm về khu vực ngôi mộ. Trong trận đấu này thì anh em Ban Hội Lì luôn luôn xoay chuyển vào một vách, một cái góc hẹp nó khá là tù. Nếu mà di chuyển vào những cái vách như thế này thì chỉ có chết mà thôi, không có đường nào mà di chuyển về được khu vực Ban Hội của mình. Họ luôn luôn di chuyển vào những góc chết anh em ơi. Các kiếm họ luôn luôn di chuyển vào góc chết, mình đã nhìn xem thấy là 2 đến 3 tuần rồi. Họ luôn luôn di chuyển vào những cái khu vực là chỉ có đánh là chết thôi, chứ không bao giờ di chuyển rút về được. Và từ tháng xong lên, em các kiếm đang đại hoàn toàn bao quanh khu vực trước cổng chính của anh em Ban Hội Lì. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi anh em gác kiếm sẽ như thế nào. Họ giao tranh tiếp tục hay là họ sẽ di chuyển về bên trong. Hiện tại gác kiếm đang xoay chuyển xuống qua gốc cây thứ 3. Hai Ban Hội lại giao tranh tại khu vực trước gốc cây thứ 3. Gác kiếm đang dàn ngang đội hình của mình ra rồi. Anh em Ban Hội Lì thì vẫn đại từ khu vực cổng chính đại ra. Và bây giờ gác kiếm đang ép sát vào cái vách lối đi cổng chính, lấy cho mình một vị trí khá là đẹp. Đây cũng là một vị trí gọi là góc lát khá là tốt cho những anh em Ban Hội tấn công ở những khu vực cổng chính như thế này. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Đây là tuần giao tranh, các bạn như là lần giao tranh thứ hai họ chưa về mũi máu. Anh em gác kiếm trong khu vực này thì chưa về mũi máu ở tuần giao tranh thứ hai, chắc chắn họ sẽ bị thất bại. Ok, chính là vậy rồi. Ban Hội Lì đã đại ra thành công. Điểm số chúng ta vừa thấy được trong hai tuần giao tranh liên tiếp, anh em gác kiếm đạt được con số đó là đến 100 ca điểm rồi. Ban Hội Lì có cho mình xem bao nhiêu rồi. Lì có cho mình 67 ca.
Hiện tại vẫn đang hoàn toàn nghiêng về anh em gác kiếm với một điểm số đó là 33k điểm rồi. Sau những tuần tấn công dồn dập như vậy thì anh em gác kiếm luôn luôn tăng điểm số rất là tốt. Hiện tại hai bên đang chủ đam khá là tốt. Anh em ăn hồi ly, họ chết, họ di chuyển ra đang tập trung ngay gốc cây thứ hai. Lần này giao tranh có vẻ rất là ổn định giữa hai băng hội. Ly và các kiếm họ đang chủ đam rất là tốt sau khoảng hơn 2 đến 3 phút. Chưa có băng hội nào rút lui. Và cho đến bây giờ thì anh em các kiếm đã hoàn toàn di chuyển về bên trong. Anh em các kiếm đã hoàn toàn di chuyển về khu vực trước cổng chính của anh em băng hội mình. Đây sẽ là tuần tấn công đến từ anh em băng hội Ly. Ly đang tập trung sâu ngôi mộ rất là đông. Chúng ta cùng chờ đợi. Đây là tuần giao tranh từ của anh em băng hội Ly đã cố gắng quyết định tấn công. Sau điểm số đã bị thua đến 30k điểm thì anh em Ly bây giờ, cho đến bây giờ thì họ luôn luôn tìm những vị trí tấn công liên tiếp không thành công. Họ đã di chuyển về cung cây thứ nhất. Gác kiếm đã cố thủ thành công. Họ đã di chuyển về khu vực trước cổng chính của mình. Mình sẽ di chuyển qua anh em Ly sẽ như thế nào. Ly họ đã tập trung rất là nhanh. Sau tuần giao tranh vừa rồi thì họ đã thất bại. Họ đã di chuyển vào khu vực gốc cây thứ hai. Và bây giờ sẽ là một đoàn tấn công từ anh em Ly hay không. Ly đang di chuyển dần lên gốc cây thứ nhất rồi. Anh em đang xem livestream này thì đừng quên để lại một like, một chia sẻ nha mọi người ơi. Và đừng quên comment số bất kỳ từ 0 đến 99 nha mọi người. Và con số này sẽ là con số dự đoán vào kết quả sổ số và đặc biệt vào ngày 2 tháng 7. Nếu anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo mà thôi. Đơn giản dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Là ban hội Ly đã di chuyển xuống vách hai giờ. Tối hôm nay rất là đáng tiếc là tại vì kênh YouTube mình không livestream được. Anh em có gì tối nay mình sẽ up video, anh em có thể xem lại sau nha anh em. Nói chung thì xem trên YouTube thì hình ảnh nó sẽ rõ nét, nó đẹp hơn. Còn trên fanpage thì nó chỉ có 720 mà thôi. Tối nay thì mình sẽ up một video full cho anh em xem cho nó rõ hơn. Hiện tại hai bên đang giao tranh tại vách 3 giờ. Ly đang rút lui về gốc cây thứ hai. Họ đang di chuyển hoàn toàn về gốc cây thứ hai sau tuần giao tranh thất bại tại vách 3 giờ. Hai bên đang đánh rất là hay. Anh em băng hội Ly họ tuy đang thua điểm nhưng mà họ đang đánh một lô đánh thường xuyên tấn công. Không biết sẽ như thế nào trong những đoàn tấn công như thế này. Điểm số không biết như thế nào rồi, để mình xem. Điểm số thì hiện tại anh em gác kiếm 111k. Băng hội Ly có với mình gần 80k rồi. Hiện tại 111k với 80k là hiện tại đang thua 31k điểm. Hoàn toàn nghiêng về anh em băng hội gác kiếm với một điểm số rất là cao sau khoảng mới 23 phút trôi qua mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn anh em rằng hai sói đang rất là căng não. Hiện tại chắc chắn anh em rằng băng hội Ly họ đang rất là khó khăn. Sói không biết sẽ như thế nào trong những điểm số chỉ mới 24 phút mà thôi. Điểm số đang gắt hoàn toàn đến 30k điểm rồi. Hiện tại bây giờ sói Ly sẽ rất là khó khăn. Họ sẽ như thế nào? Anh em hãy cùng chờ đón diễn biến trận đấu tiếp tục. Và bây giờ anh em băng hội Ly đang di chuyển xoay về vách 3 giờ. Anh em hãy cùng nhau đỡ lại một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần băng hội Ly nào mọi người ơi. Hiện tại điểm số của họ đang gắt đến 30k điểm rồi. Không biết sẽ như thế nào trong những giây phút cuối cùng. Trong những tình huống như thế này thì gác kiếm họ liệu có tấn công hay không? Không. Theo mình nhìn trên bản đồ thì chắc chắn anh em băng hội gác kiếm họ đang cố thủ. Họ đang dàn những đường bông bông của mình ra đặt dây về vách 3 giờ. Chắc chắn sẽ không cho anh em băng hội Ly di chuyển vào bên trong.
Đây là những quả bom rất là chắc chắn và thủ rất là tốt trong những trận đấu giao tranh như thế này. Hai bên đã xây chuyển lên ngôi mộ. Chào Phước Vinh, chào Kiếm Nguyễn nha. Và họ lại đang xoay chuyển về bắc 3 giờ sau khi biết đi những quả bom đã hoàn toàn hết hay không. Vẫn còn dầm bom nha, vẫn còn dính bom nha. Mình thấy những ạc bên anh em đang hội lì đã bị dính những màu độc nên là vẫn còn dính bom. Và sau đòn dính bom vừa rồi thì anh em gác kiếm đã hoàn toàn chủ động tấn công. Hoàn toàn chủ động tấn công sau cái tuần những anh em đang hội lì dầm những quả bom. Gác kiếm đang chủ động tấn công rất là tốt sau đòn dụ bom rất là thành công tại khu vực vách 3 giờ. Anh em đang hội lì đang dần dần di chuyển về vách về gốc cây thứ nhất. Đây là tuần giao tranh sát cà chủ đam rất là lâu, có vẻ là lâu nhất trong những tuần đấu vừa rồi của anh em đang hội lì. Đã trôi qua 3 phút thì bây giờ anh em ban hội lì đã hoàn toàn bị thất bại. Chỉ còn một số anh em đang di chuyển về khu vực cổng chính của mình. Và bây giờ chắc chắn anh em ban hội các kiếm đang thừa thắng xông lên. Họ đang đẩy khá là mạnh tại khu vực lối vào cổng chính. Bên trong cổng chính thì đang có sự tập trung của anh em ban hội lì. Không biết anh em các kiếm có đẩy vào hay không. Hiện tại bây giờ số chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi. Không biết liệu 3 phút nữa xuất hiện nghiêng sói của anh em ban hội lì thì gác kiếm họ có tấn công hay không. Cho dù hiện tại điểm số của họ đang gác đến hơn 30k rồi. Nếu mà ăn được nghiêng sói nữa thì phần thắng sẽ lên đến tỷ lệ khoảng 70-80% giành chiến thắng rồi. Hiện tại trước mắt thì họ chỉ có thể chiến thắng với khoảng 60% rồi. Sau tuần giao tranh vừa rồi, gác kiếm đang hoàn toàn rút lui để có thể trang bị thêm những bình máu của mình. Chúng ta đã trôi qua 22 phút trôi qua. Hiện tại có cho mình là Tống luyện đẹp trai. Và nói chung đa số là Tống nằm trên bảng 10 cao thủ. Chỉ có hai người bàn hội lì, đó là bàn lì 8 và bàn lì 7, nằm trên top cao thủ mà thôi. Anh em đang xem livestream này thì đừng quên đến lại một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ ban hội gác kiếm và cũng như ủng hộ ban hội lì nha mọi người ơi. Và anh em đừng quên cứ like và chia sẻ rồi thì anh em hãy comment số bất kỳ, đỡ đâu may mắn thì anh em có thể nhận ngay phần quà 10 kim ngân bảo đến từ ban quản trị nha mọi người ơi. 10 kim ngân bảo ở server này thì tương đương gần khoảng 1 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Thì nói chung thì con số dự đoán đó sẽ là dự đoán và kết quả sổ số giải đặc biệt 2 số cuối vào ngày 2 tháng 7. Nói chung thì mỗi cái buổi giải đấu này nọ trên trên kênh fanpage thì sẽ luôn luôn có những phần quà dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Chào Võ Đức Huy. Ok, hello anh em nha, hello 500 anh em nha. Hiện tại bài livestream này đã đạt 86 người xem. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ giúp Khải lên 100 người xem anh em ơi. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ giúp Khải lên 100 người xem anh em mọi người ơi. Anh em chia sẻ vào cái nhóm hội nhóm Võ Lâm hoặc là này nọ nè em, hỏi nhóm Võ Lâm này nọ nè em ơi, nó sẽ lên view mà thôi. Anh em phải cố gắng đẩy lên 100 view giúp mình em ơi. Hiện tại trận đấu này đang khá là hay. Và bây giờ anh em gác kiếm đang xoay chuyển về vách 3 giờ. Họ đang chủ động tấn công tại ban hội tại gốc cây thứ nhất. Để mình cũng chia sẻ lên một vài cái nhóm Võ Lâm cho mọi người cùng tham gia xem cho vui. Và bây giờ thì sói đã xuất hiện, sói đã xuất hiện. Các bạn như các kiếm đang hoàn toàn đẩy vào khu vực cửa 3 giờ. Mình đang thấy một số anh em đang đẩy vào 3 giờ. Và anh em Lì đã di chuyển kịp thời. Anh em Lì đã di chuyển về hoàn toàn kịp thời. Chúng ta cùng chờ đợi tuần tấn công đẩy về hướng 3 giờ của anh em các kiếm sẽ như thế nào. Thôi.
thời gian trôi qua biết bao. Đây là Tuấn Giao Tranh đầu tiên tấn công vào lối cổng cổng đi 3 giờ của anh em Ban Hội Liên. Chúng ta cùng chờ xem liệu các kiếm có tấn công được hay không. Nếu mà tấn công được vào bên trong thì chắc chắn Nghiêng Sói sẽ rất khó đỡ. Để mình xem Nghiêng Sói màu máu gì đây. Ngoài Nghiêng Sói hở thổ, bên ngoài này thì đang có một số anh em đâm độc vào đường môn đang cố gắng đâm sói. Chúng ta cùng xoay chuyển và vào lại khu vực 3 giờ. Rất là thành công, anh em gác kiếm đang đẩy tặng rất là thành công. Ban Hội Lì đang dần dần chết đi. Ban Hội Lì đang dần dần chết đi rồi. Lì đang di chuyển hoàn toàn vào khu vực Nghiêng Sói của mình, đang bị rất áp đảo. Và bây giờ thì sau một đòn tấn công thì anh em gác kiếm đang hoàn toàn rút lui. Để mình xem họ sẽ di chuyển vào khu vực nào. Nếu mà họ di chuyển về danh trại thì mình sẽ vào thẳng Nghiêng Sói. Ok anh em, và bây giờ Lì đang đẩy ra. Lì đang hoàn toàn đẩy ra. Lì đã tập trung ngay vách 3 giờ. Chào Đạt Chelsea nha. Ok hello anh em. Anh em hãy nhấn like chia sẻ đỡ có thở lên fan cứng nha anh em. Như fan cứng như là Đạt Chelsea này. Đạt Chelsea đã like chia sẻ rất là nhiệt tình nên là đã lên fan cứng này. Fan cứng này. Và bây giờ anh em Ban Hội Lì đang chủ động tấn công hay là sao đây? Họ đang di chuyển vào giữa quốc chiến Hoàng Sa Lâm. Anh em hãy cùng nhau đỡ lại một like, một chia sẻ giúp Khả anh em ơi. Hiện tại livestream đã gần 100 người xem rồi. Anh em hãy cùng nhau nhấn like chia sẻ vào các hội nhóm và làm giúp mình anh em ơi. Và cũng như ủng hộ tinh thần của anh em Ban Hội Lì và Ban Hội Gác Kiếm, để chúng ta có thể kéo lên lượt view rất là cao, để cho mọi người cùng biết đến giải đấu ngày hôm nay của chúng ta. Một giải đấu khá là hay và được sự góp mặt của 24 Ban Hội. Chắc chắn anh em đây là một giải đấu thứ hạng nhất bang lần thứ 3, rất là tốt và rất là được đông đảo Ban Hội tham gia. Và chắc chắn anh em sẽ là một giải đấu hot nhất 2020 này. Đây là giải đấu thứ hạng nhất bang Liên Silver lần thứ 3. Vòng này là vòng 12 rồi. Và hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Đây là trận đấu thứ 5 trong ngày hôm nay. 21 giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ 6 một nữa nha anh em. Chào Đăng Pha nha. Gác kiếm đang tập trung vách 3 giờ đẩy lên. Hiện tại anh em Ban Hội Lì họ đang rất cố gắng. Họ đang rất là cố gắng anh em ơi. Tuần giao tranh vừa rồi anh em Lì hoàn toàn thất bại. Gác kiếm đang dần dần đẩy vào khu vực cổng chính. Gác kiếm đang dần dần đẩy vào khu vực cổng chính. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Bên trong anh em Ban Hội Lì đang dần dần ôm vào Nghiêng Sói rồi. Ban Hội Lì hoàn toàn ôm hồng hồng vào Nghiêng Sói. Chúng ta cùng chờ đợi luồng tấn công đẩy từ cổng chính của anh em Ban Hội Gác kiếm sẽ như thế nào. Gác kiếm đang đẩy khá là mạnh mẽ vào khu vực cổng chính đang giao tranh tại đài sói của anh em Ban Hội Lì. Bên trong thì Nghiêng Sói chúng ta đang nhảy máu rồi. Bên trong Nghiêng Sói đang nhảy 15 ca máu, 29 ca máu. Vẫn chưa đam được sói nha anh em, chỉ nhảy máu bình thường mà thôi. Đại điểm số theo mình thấy thì anh em gác kiếm có cho mình 150 ca. Anh em Ban Hội Lì cũng đánh rất là tốt, đã có cho mình 105 ca rồi. Họ chỉ hoàn toàn thua khoảng 45 đến 40 đến 45 ca điểm mà thôi. Hoàn toàn Lì đã cố thủ thành công, Lì đã thủ thành công. Họ sẽ đẩy ra. Đẩy ra nào Lì ơi, đang cổ vũ Lì. Lì đẩy ra nào Lì ơi. Họ không di chuyển ra, họ đang gom binh. Hiện tại Lì đang gom binh anh em ơi. Họ đang tập trung ngay Nghiêng Sói rất là đông. Anh em hãy cùng nhau nhấn like chia sẻ giúp Khải nào mọi người. Hiện tại livestream chúng ta đã gần đạt đến 100 người xem rồi. Anh em hãy nhấn like chia sẻ nhiệt tình nào mọi người ơi. Hiện tại Lì đang ôm Nghiêng Sói hoàn toàn. Sau những tuần tấn công áp đảo từ cửa 3 giờ và cửa 9 giờ thì anh em gác kiếm vẫn chưa kết thúc được Nghiêng Sói sau khoảng 5 phút trôi qua.
đã hơn 5 phút trôi qua, nhưng số chúng ta vẫn còn sống sót. Chúng ta còn 25 phút nữa, trận đấu chúng ta chỉ còn 25 phút mà thôi. Điểm số chúng ta thì anh em lì có cho mình gần 110k, gần 110k rồi. Anh em gác kiếm có cho mình 152, thì vẫn đang gác khoảng 45k điểm, vẫn đang gác khoảng 45k điểm nghiêng về hoàn toàn gác kiếm. Trong trận đấu ngày hôm nay, anh em gác kiếm đánh rất tốt, thủ và tấn công rất là đều. Không biết ở lùa tuần đấu tiếp theo này họ đánh vào cổng nào đây. Mình sẽ cùng nhau ôm sói của anh em lì nha mọi người. Chúng ta còn đến 4 phút nữa thì nghiêng sói của anh em gác kiếm mới xuất hiện. Hiện tại livestream chúng ta đã đạt đến gần 90 người xem rồi anh em. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ giúp Khải nào anh em ơi. Và anh em nào mà đã like đã chia sẻ thì đừng quên comment số bất kỳ từ 0 đến 99 nha mọi người. Anh em hãy comment số bất kỳ từ 0 đến 99 để có thể nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo từ ban quản trị nha. Nói chung thì anh em comment con số đó thì sẽ là con số dự đoán vào kết quả xổ số giải đặc biệt 2 số cuối vào ngày 2 tháng 7 là vào ngày mai. Nếu anh em nào mà dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo tương đương gần 1 triệu Việt Nam đồng từ ban quản trị, rất đơn giản dành cho tất cả người đang xem livestream trên fanpage của chúng ta. Và bây giờ anh em gác kiếm đang tập trung đẩy lực vào khu vực lối đi cộng 9 giờ của anh em ban hội ly. Lì đang thủ bên trong rất là đông, chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Lì đang dần dần đẩy ra, lì đang hoàn toàn dần dần đẩy ra. Tại khu vực cổng chính này thì anh em gác kiếm họ đang di chuyển cũng rất là đều. Họ đã ôm sát vào vách tường hai bên. Một số đường môn đang đam định vào bên trong. Có vẻ như bên khu vực anh em gác kiếm rất là nhiều đường môn. Mình thấy rằng khoảng đến 5 đến 10 ạc đường môn đang cứa. Anh em lì đang cố thủ rất là tốt. Gác kiếm vẫn chưa vào được bên trong. Gác kiếm hoàn toàn đang vẫn ở bên ngoài mà thôi. Ở bên dưới livestream thì mình thấy Thanh Nguyễn comment ban gác kiếm nhận kèo tất cả server. Không biết sẽ như thế nào mà có vẻ như là một câu nói khá là đẳng cấp cho anh em mang hỏi gác kiếm. Ok, cảm ơn anh em đã vui đăng ký kênh nha. Anh em nào đã đăng ký kênh YouTube của Khải thì đừng quên để lại cho Khải một cái chuông nha anh em. Nhấn vào cái chuông nha mọi người. Nhấn vào cái chuông thì mỗi khi lên livestream từ kênh YouTube thì anh em có thể xem được trực tiếp nhanh hơn nha mọi người. Và với chất lượng hình ảnh thì nó sẽ full HD 1080 rất là rõ nét cho anh em xem. Rất tiếc là hôm nay Khải không like được trên YouTube. Nói chung thì anh em thông cảm giúp Khải nha. Mọi hôm thì đều like trên fanpage kèm theo link YouTube, anh em có thể xem được hai bên. Hôm nay thì YouTube bị vấn đề gì trục trặc, mình không thể like được YouTube. Đây là một lỗi rất là đơn giản và bình thường về anh em YouTube thôi. Không biết bên đội ngũ YouTube như thế nào mà hôm nay không cho mình like. Và bây giờ anh em ban hội lì đang tập trung trước khu vực cổng chính của mình. Điểm số của họ đã có cho mình 117k điểm, gần 118k rồi. Anh em ban hội gác kiếm có cho mình 157k điểm. Hiện tại đang hoàn toàn nghiêng về gác kiếm với tỷ số hơn 40k điểm. Hơn 40k điểm rồi. Ban hội lì đang tập trung khu vực này, đang đặt những quả bom. Họ đang cố thủ sao không tấn công. Chào mọi người nha. Chào Huỳnh Hữu Trọng. Sói chúng ta sẽ như thế nào? Sói bên trong đang được những em mây búp. Sói đang được búp máu rồi. Mình sẽ di chuyển qua 3 giờ như thế nào nha anh em. Tại điểm số chúng ta thì 10 ông cao điểm nhất thì đã hoàn toàn anh em gác kiếm hết rồi. Lì chỉ có 2 người mà thôi. Chào Nguyễn Minh Tài nha. Ok, không cần chụp hình anh em ơi. Anh em đã comment, anh em đã like, đã comment con số bất kỳ thì cứ đỡ yên đó. Anh em không chỉnh sửa cái con số đó thì được.
anh em không chỉnh sửa nha. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ, comment số bất kỳ từ 0 đến 99, không chỉnh sửa là sẽ được thôi. Ok. Chào Trung Anh, hello mọi người nha. Anh em đang xem thì cứ đỡ lại một like chia sẻ nhiệt tình mọi người ơi. Một trận đấu rất hấp dẫn thì anh em đừng có ngại ngần mà không like, không share. Like, chia sẻ nhiệt tình đỡ tất cả anh em bạn hữu chúng ta có thể biết. Ừ, hôm nay có một giải đấu thiên hạ nhất bang Liên Server lần thứ 3 rất là gắt gao của cầm mấy chủ công thành chiến này. Hiện tại đây là tuần giao tranh khoảng hơn 40 phút trôi qua. Bây giờ các kiếm đang tập trung giữa quốc chiến Hoàng Gia Lâm đang giao tranh với ban hội lì tại góc cây thứ nhất. Điểm số thì đang hoàn toàn nghiêng về anh em các kiếm. Hai ban hội đang đánh rất là tốt. Lì vẫn tuy rằng đang thu điểm nhưng mà họ đánh rất là đều, rất là đều tay, không nản chí nha anh em. Mình cảm giác rằng Lì đang đánh rất là tốt luôn, không nản chí là ok rồi. Trong những trận đấu giao tranh như thế này thì điểm số nếu mà thua thì chúng ta chỉ là những trận giao tranh cọ sát, tìm hiểu và rút kinh nghiệm với nhau mà thôi. Nếu thắng thì chúng ta có thể đi vào vòng bên trong. Một trò chơi, một giải đấu khá thú vị cho mọi ban chủ của chúng ta tham gia. Thì chúng ta cứ chơi nhiệt tình, không có gì mà lo ngại cả. Và cũng như thì anh em ban hội lì, tuy rằng họ đang thua điểm nhưng mà mình vẫn đang muốn cố gắng ủng hộ họ. Một tinh thần chiến đấu rất là nhiệt tình, rất là đam mê. Và bây giờ các kiếm đang hoàn toàn di chuyển trước cổng chính. Liệu họ có đẩy vào không hay không? Họ đang di chuyển bung đội hình của mình ra, đang đam những con nồi bờ sơ. Họ đang di chuyển đều khu vực danh trại của anh em Lê. Đang ăn những con nơ bơ sơ, chắc chắn là vậy rồi. Nơ bơ sơ họ đang farm rất là tốt. Điểm số chúng ta vừa thì thấy rằng anh em Lê 123k, gác kiếm có cho mình 166. Và bây giờ ban ngoài Lê đang hoàn toàn ôm nghiêng sói. Nghiêng sói của họ vẫn đã được đầy máu rồi, đã được những ngạc em ơi búp cho đầy máu luôn rồi. Kèm theo cái búp sen thì rất là châu bò. Ok, chào là thầm lạnh nha. Anh em hãy cùng nhau comment, like, chia sẻ, comment số bất kỳ nhiệt tình nào anh em ơi. Đó, lỡ đâu may mắn chúng ta có thể nhận ngay 10 kỳ quân bảo thì sao? Rất đơn giản thôi, anh em đang xem thì không ngại ngần gì mà đừng ngại ngần mà không like, không share. Like, share, comment từ 00 đến 99 một con số bất kỳ mà thôi thì chúng ta có thể nhận ngay phần quà sắp xỉ gần 1 triệu Việt Nam đồng. Dạ gì mà không la không xe. Bây giờ Lì đang hoàn toàn cố gắng đẩy ra bên ngoài. Chúng ta đang chờ đợi luồng tấn công đến từ ban hội Lì. Gác kiếm đang đẩy vào bên trong. Ok, chào Nguyễn Tiến Hùng, chào Thành Nguyễn nha. Anh em cứ comment nhiệt tình đi, mình sẽ chào từng tên Facebook của anh em cho vui. Nói chung thì anh em cứ comment bất kỳ, con số bất kỳ, hoặc là anh em comment cái gì đó lên thì mình có thể giao lưu chém gió anh em ngay trên cái livestream này luôn. Anh em đừng có ngại ngần, hãy để lại một like comment nếu anh em thấy thích. Gác kiếm đang dần dần tấn công vào lối đi 9 giờ, cho nên em lối đi cộng chính rất là tốt, rất là tốt. Lì đang dần dần rút lui về bên trong. Lì đang dần dần rút lui về bên trong. Và bây giờ gác kiếm đang áp sát được vào khu vực lối vào cộng chính rồi. Bên trong thì bạn hỏi Lì sẽ như thế nào? Lì vẫn đang còn một số đó. Anh em của mình vẫn đang ôm những sói, họ không di chuyển ra bên ngoài. Gác kiếm đã di chuyển ra bên ngoài rồi, gác kiếm đã hoàn toàn di chuyển ra bên ngoài. Bên ngoài này thì đang rất nhiều những NPC. Không biết họ di chuyển đi cánh nào, mình sẽ quay lại ôm sói của Lì mà thôi. Mình sẽ quay lại ôm số của Lì. Có vẻ như Lì đang di chuyển nó hết bên ngoài rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tuần tấn công tiếp theo đến từ anh em ban hội Lì. Hay là phòng thủ.
Họ đang tập trung trước góc gai thứ nhất. Gombin điểm số chúng ta vừa thấy được là anh em Ban Hội Ly 129k điểm và anh em Gác Kiếm có cho mình 174k điểm. Một điểm số vẫn đang gác khoảng hơn 40k điểm. Hơn 40k điểm hoàn toàn nghiêng về anh em Ban Hội Ly. Sau khoảng 45 phút trôi qua, chúng ta đã hơn khoảng 45 phút trôi qua. Ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng. Đào hoa đáo cô đơn mong chờ, 15 năm ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình bóng xanh. Lời đang sẽ chuyển về bát ba giờ, chắc chắn sẽ giao tranh tại khu vực này. Sa khu đưa trở về sang tân, trong vui quỳ nói lên tiếng ta đau lòng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì anh em Ban Hội Ly họ rất muốn tấn công, họ rất muốn tấn công, nhưng mà nhiều tuần tấn công của họ không được thành công cho lắm. Anh em Ban Hội Ly dần dần rút lui rồi, anh em Ban Hội Ly dần dần rút lui về. Gã Kiếm đang đánh một lối đánh rất là tốt. Lì đang di chuyển về, Lì đang hoàn toàn di chuyển về rồi. Trong những tuần giao tranh cận chiến thì anh em Gác Kiếm họ đánh rất là đều tay, rất là tốt. Lì luôn hoàn toàn thất bại trong những tuần giao tranh cận chiến. Và bây giờ Gác Kiếm đang hoàn toàn farm NPC. Chúng ta còn hơn 10 phút nữa mà thôi. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thì trận đấu ngày hôm nay sẽ chính thức khép lại. Đại điểm số chúng ta hoàn toàn nghiêng về anh em Gác Kiếm. Mình sẽ di chuyển về danh trại Gác Kiếm một chút. Sói của Gác Kiếm họ Kim. Bên trong này thì đang có nghe mì búp cho sói. Máu đã sắp được đầy rồi. Sa khu đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, Ban Hội Ly đang di chuyển dần dần vào khu vực gốc cây. Gác Kiếm đang xoay chuyển hoàn toàn vào vách ba giờ. Đây là những tụ điểm giao tranh khá là khốc liệt giữa quốc chiến Hồng Sa Lâm này. Hai Ban Hội di chuyển xoay tròn gốc cây và gốc đá. Chúng giữ trái giữ thành, trong kim đao em đang ở đâu? Biển kinh tương lương rồi rồi. Bây giờ Lì đang hoàn toàn chủ động tấn công vào khu vực cổng chính. Lì đang hoàn toàn chủ lực tấn công vào khu vực cổng chính. Bên trong thì anh em Gác Kiếm đang ôm nghiêng sói rất là đông. Chúng ta cùng chờ đợi luồng tấn công đến từ khu vực anh em Lì sẽ như thế nào đây. Các bạn như không được thành công, không được thành công, họ không thể tiếp cận được nghiêng sói. Ban Hội Ly họ không thể tiếp cận được nghiêng sói. Trong những giây phút cuối cùng như thế này thì không biết Ban Hội Gác Kiếm họ thủ hay sẽ tấn công đây. Điểm số của họ vẫn đang trên nhau rất là cao, hơn 40k điểm rồi. Nếu mà cố thủ thì cũng có tỷ lệ phần thắng rất là cao. Điểm số như thế này thì trong vòng 10 phút, chỉ còn 10 phút nữa mà thôi, thì không thể nào mà gỡ kịp. Nếu mà cứ cố thủ như thế này cũng làm một lối đánh rất là tốt rồi. Không cần ăn sói bên kia thì chúng ta thủ thì vẫn ăn. Điểm số đang cho anh em Gác Kiếm với tỷ lệ tỷ số rất là cao, 188k điểm.
Và anh em ban hồi ly cũng đánh rất tốt, có cho mình khoảng 140k điểm rồi. Hoàn toàn đang nghiêng về anh em gác kiếm với 48k điểm. Ở bên ngoài khu vực này thì đang có anh em ban hồi ly đang tập trung trước lối vào cổng chính. Chúng ta sẽ cùng xem diễn biến của anh em ban hồi ly sẽ tấn công vào khu vực nào đây. Họ đang đẩy vào khu vực lối chính, lối đi cổng chính. Và anh em ban hồi ly đang áp sát vào hai vách tường bên hai bên ngôi. Đó đang định vào bên trong, chúng ta cùng chờ đợi tuần tấn công này sẽ như thế nào. Họ đang di chuyển dần dần vào khu vực bên trong. Và đây là lùa tuần tấn công thứ hai của anh em ban hồi ly. Họ đang đẩy vào khu vực bên trong, không biết tiếp cận được sói không. Họ đang rất là cố gắng để tiếp cận sói. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào nha mọi người. Hiện tại họ đang dần dần chết đi đội quân của mình. Chỉ còn một số ạ mà thôi. Họ đang di chuyển về, họ đang di chuyển hoàn toàn về rồi. Cái kiếm bây giờ chỉ cố thủ thì tỷ lệ thắng cũng rất là cao. Không biết họ sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau ôm sói của anh em gác kiếm nha anh em ơi. Chúng ta cùng nhau ôm sói của anh em gác kiếm một chút nha. Chúng ta chỉ còn khoảng 8 phút mà thôi. Và chúng ta cùng xem gác kiếm họ thủ như thế nào. Và bây giờ gác kiếm vẫn đang hoàn toàn ôm nghiêng sói của mình. Họ không di chuyển đâu cả. Chúng ta chỉ còn 7 phút mà thôi. Nếu mà tình hình như thế này thủ rất là thành công thì họ sẽ chính thức chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay và sẽ được lọt vào vòng bên trong. Chúng ta chỉ còn 8 phút. Chỉ còn 8 phút thôi. Điểm số thì đang hoàn toàn nghiêng về gác kiếm với một tỷ số, đó là một điểm số là 198k điểm. Và anh em ban hồi ly có cho mình 142k điểm. Không biết ban hồi ly sẽ tấn công vào khu vực nào. Nãy giờ thì đã hai tuần tấn công từ khu vực lối đi cổng chính rồi. Bây giờ vẫn chưa có ai. Chúng ta cứ tập trung ngay khu vực nghiêng sói đi. Và giờ Lì đang đẩy vào khu vực 3 giờ. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào, có ăn được sói không. Trong những tuần giao tranh cận chiến như thế này thì Lì rất khó mà tiếp cận được sói. Họ đang cố gắng tìm một cái niềm tin hy vọng. Chỉ còn những giây phút cuối cùng mà thôi. Chào Bỏ Sữa nha. Chào Bảo Nguyễn Ngọc. Linh thì anh em mới gửi, anh em có thể ghé qua Linh để tìm hiểu server nha mọi người ơi. Server này là server 1, server đồ xanh. Hoàn toàn tái hiện lại với một phiên bản đồ xanh 2005 chuẩn nhất nha mọi người. Và được cộng đồng đông nhất, được phát triển với đội ngũ adder rất nhiều kinh nghiệm như hiện nay. Thì như server giải đấu này thì anh em cũng đã thấy rồi. Một giải đấu thiên hạ đệ nhất bang Liên server lần thứ 3. Thì anh em cũng đã thấy thì server này đã trôi qua biết bao nhiêu chông gai và khó khăn. Cho đến bây giờ thì server đang rất là ổn định, rất là tốt. Và trong giải đấu ngày hôm nay thì chúng ta đang có sự góp mặt của 24 ban hội. Và đây là vòng loại 12 đội. Và đã có 12 đội đã bị loại rồi. Chúng ta đang xem, đây là trận đấu thiên hạ nhất bang.
Liên Silver lần thứ 3, vòng 12 đội. Và không biết trong ngày hôm nay ai sẽ là người chính thức lọt vào vòng bên trong. Hiện tại số chúng ta vẫn đang hoàn toàn đầy máu. Bên ngoài đang có những ngạc của anh em ban hội lì đang cố gắng di chuyển vào bên trong. Lì họ đánh liên tục không ngừng nghỉ. Chúng ta chỉ còn 4 phút mà thôi. Trong những lối đánh phòng thủ như thế này thì các kiếm họ đang thủ rất là tốt. Ban hội lì không thể di chuyển vào được bên trong và tiếp cận được nghiêng sói. Và bây giờ anh em lì đang tiếp tục di chuyển vào lối cổng chính của các kiếm. Hai bên là giao tranh tuần đấu. Có vẻ như đây là sẽ là cận cờ vào những tuần đấu cuối cùng rồi. Chỉ còn khoảng 3 phút mà thôi. Trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 3 phút mà thôi. Mình vẫn đang cố gắng like cho anh em xem những giây phút cuối cùng như thế này. Sói vẫn đang bảo vệ rất là chắc chắn. Chúng ta còn 3 phút. Không biết gác kiếm có đánh lên hay không. Mình thấy anh em gác kiếm không còn tập trung ở khu vực này. Chỉ còn 3 phút mà thôi. Chúng ta còn di chuyển theo gác kiếm nè. Gác kiếm sau tuần đại thạnh lên thì bây giờ họ đang rút lui phần to. Họ đang rút lui phần to. Và ở khu vực cửa 3 giờ thì anh em ăn hội lì đang đẩy vào lối đi 3 giờ. Chúng ta cùng đứng trên số đài sẽ như thế nào. Lì vẫn đang cố gắng tìm một tia hy vọng. Điểm số chúng ta vẫn đang hoàn toàn nghiêng về anh em ăn hội gác kiếm. Và anh em các kiếm đã thủ thành công. Chúng ta chỉ còn 2 phút mà thôi. Chỉ còn 2 phút mà thôi. Chúng ta chỉ còn 2 phút nữa kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ anh em lì lại tấn công hoàn toàn vào lối đi cộng 9 giờ. Họ di chuyển liên tục 3 giờ, 9 giờ, 3 giờ, 9 giờ. Họ đánh rất là đều. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Nguyên số chúng ta vẫn đang nhảy máu nhưng mà chưa đáng cỡ. Số chúng ta vẫn đang hoàn toàn đầy máu. Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 1 phút mà thôi. Bên dưới này thì đang có những ạc lẻ tẻ của anh em ăn hồi lì đang cố gắng đâm sói nhưng mà có vẻ sẽ rất khó mà ăn được sói. Không đủ đâm mà đỡ mà ăn sói. Đây là một trong những giây phút khá là khốc liệt của hai ban hội. Hai ban đánh dồn dập liên tiếp. Lì họ đang cố gắng tìm một tia hy vọng nhưng mà không được. Ok anh em, và bây giờ trận đấu chúng ta đã chính thức khép lại. Để mình xem thử tỷ số, điểm số như thế nào.
Sau tuần trong sau trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy thì anh em Văn Hội gác kiếm có cho mình 240k điểm, và anh em Văn Hội Ly có cho mình 147k điểm. Và chắc chắn với anh em rằng Văn Hội gác kiếm họ nằm bên phía tổng chiến thắng 100%. Xin chúc mừng anh em gác kiếm đã chính thức lọt vào vòng bên trong, và rất đáng tiếc chia buồn cho anh em Văn Hội Ly, họ đã chính thức kết thúc giải mùa đấu mùa giải thiên hạ nhất bang lần thứ 3 tại ngày hôm nay. Và cũng chúc mừng họ đã lọt vào vòng 12 đội, và ngày hôm nay họ đã chính thức bị thua. Và bây giờ không còn gì hơn nữa, mình xin cảm ơn anh em đã cố gắng theo dõi livestream này, và xin kính chào, hẹn gặp lại anh em mọi những buổi livestream lần sau. Di Khải xin kính chào mọi người nha. Và anh em nào mà đã like, đã chia sẻ, đã comment số bất kỳ thì hãy hóng vào kết quả sổ số miền Bắc vào ngày mai, ngày 2 tháng 7, thì anh em dự đoán đó là con kết quả sổ số giải đặc biệt 2 số cuối nha mọi người. Thì anh em nào may mắn nhất sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo mà thôi. Ok anh em, và bây giờ Khải sẽ học livestream nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người ơi. Bye bye anh em nha.